Chương 21. Lần đầu gặp mặt, băng hải tặc trô dơ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Chấm audio. Đánh thức binh sĩ rất khó, Payner không có cách nào, chỉ có thể dùng nước dội tỉnh những này uống say binh sĩ. Binh sĩ còn có chút say khước, bị gió biển thổi, giật cả mình, cũng là thanh tỉnh không ít. Có hải tặc tập kích New Lo Sơn Đảo. Payner đối binh sĩ nói, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, hải tặc phóng hỏa. Niu Lo Sân đảo thế nhưng là Hải quân Đại tướng Cố Hương, lại có Hải Tặc không muốn sống ở trên đảo nháo sự. Binh sĩ kịp phản ứng, mang theo vũ khí cùng Payner cùng một chỗ tiến về trong đảo. Bọn hắn một mực tại quân hạm bên trên uống rượu, cũng không biết có cái gì Hải Tặc đến Niu Lo Sân đảo. Khi Payner mang theo binh sĩ tiến vào trong thành, lửa cháy chính là một tòa quán ba. đám kia Hải Tặc giống như đã đoạt đồ vật chạy đi tới bờ biển. Quán ba lão bản nhìn thấy có Hải quân tới lập tức chạy tới cùng Payner khiếu nại. Ngươi biết bọn hắn là cái kia băng hải tặc sao? Payner hỏi. Không biết, ta chưa từng gặp qua bọn này hải tặc. Quán ba lão bản lắc đầu nói. Vì cái gì bọn hắn sẽ phóng hỏa? Đám kia hải tặc bên trong có hai cái đáng chết tiểu quỷ, lửa là bên trong một cái tiểu quỷ thả. Tử quán lão bản cắn răng nói. Có tiểu hài. Payner ngạc nhiên, cái gì băng hải tặc còn có tiểu hài, hắn chưa nghe nói qua hải tặc còn mang tiểu hài ra biển, chẳng lẽ lại không phải hải tặc? Ta đã biết. Payner gật đầu. Phiền phức Payner thiếu úy. Tử quán lão bản kích động nói. Payner tại Nam Hải cũng coi như là có chút danh tiếng, chủ yếu là sen, đe rồng vương quốc truyền tới, hắn giải cứu con tin, rất nhiều người xưng hắn là quan minh sứ giả, là thiên sứ đến nhân gian giải cứu bọn họ nơi nhìn thấy tin tức thời điểm cười cười, không nghĩ tới hắn thế mà được xưng là thiên sứ, chẳng lẽ lại hắn thật muốn làm một cái điểu nhân. Mang theo binh sĩ thẳng đến bến tàu phương hướng, một cái thành thì khẳng định không chỉ một cái bến tàu, ngoài trừ bọn hắn đổ cái kia bến tàu bên ngoài, còn có cái khác bến tàu, đám kia hải tặc chính ở đằng kia trên bến tàu. Đuổi tới bến tàu thời điểm, đám kia hải tặc hiển nhiên không có ra biển dự định, mà là tại trên thuyền mở ra tiệc rượu thuyền Tây không biết trên thuyền hải tặc cờ xí, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt, hải tặc cờ xí nói hồi nhiều lắm, đều là khô lâu loại hình, tăng thêm bóng đêm sương mù, Tây cũng nhìn không rõ ràng lắm. Đừng để bọn hắn chạy trốn, công kích. Tây rút ra giao quân dụng chỉ vào thuyền hải tặc nói, hắn thấy không rõ người trên thuyền, chỉ có thể nhìn thấy một đám nhân ảnh trên thuyền, cách không đến 50 mét, Tây mệnh lệnh binh sĩ khai hỏa. Phanh phanh phanh. Hồng súng toát ra hỏa diễm, vô số đạn bay về phía người trên thuyền. Thấy nơi nhìn chầm chầm trên thuyền, tại sương mù bên trong đột nhiên xuất hiện vô số ánh lửa, những viên đạn kia giống như gặp lấp kín tường, toàn bộ trên không trung bị chặn lại xuống tới. Không may, nơi này lại có hải quân. Trên thuyền vang lên một cái non nớt thanh âm. Còn không phải ngươi, nếu không phải ngươi đụng phải ta, ta cũng sẽ không đốt đi quán ba. Một cái khác non nớt thân ảnh vang lên không có quan hệ gì với ta đi là bởi vì kỹ thuật của ngươi không đúng chỗ cái gì ngươi thế mà dèm pha ta gánh xiết kỹ thuật ta muốn để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta tốt hai người các ngươi câm miệng cho ta phốc phốc một cái thành thuộc nam nhân thân ảnh vang lên có đồ vật gì đụng vào nhau hai cái tiểu hài thanh âm im bặt mà dừng sương mù thời tiết cũng đừng ra biển xử lý bọn này hải quân a à. lại một thanh âm nói không tốt à, nơi này dù sao cũng là sen gúc quê quán, nếu như bị hắn biết, đoán chừng lại phải bắt đầu đuổi giết chúng ta, ha ha ha, ta cũng không muốn bị đuổi giết. Một cái hào sản thanh âm vang lên. Nhưng người ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta a. À. Vậy chỉ có thể để bọn hắn nằm miệng. Hào sản thanh âm nói. Payner ý thức được nguy hiểm, từ bên hông cấp tốc rút ra song đao. Bành. Một đạo cự lực truyền đến, PN bay ra ngoài hắn hoàn toàn ngăn không được công kích của đối phương thậm chí thấy không rõ đối phương là làm sao tới đến trước mặt hắn làm sao công kích đến hắn a à. sương mù bên trong một bóng người nổi lên tay hắn nắm hai lưỡi búa biểu lộ kinh ngạc thú vị cầm trong tay hai lưỡi búa nam tử cười cười thiếu úy các binh sĩ phát hiện payner bay ra ngoài cầm vũ khí đối hai lưỡi búa nam tử thiếu úy xem ra chỉ là một đám tạp ngư mà thôi, uy, phó thuyền trưởng dọn dẹp một chút. Hai lưỡi bố nam tử quay đầu nhìn xem thuyền hải tặc nói. Biết. Trên thuyền hải tặc một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó một trận gió ép đánh tới, bến tàu bên cạnh sương mù tán đi, tất cả hải quân binh sĩ toàn bộ ngã xuống đất. Sương mù tán đi, cái kia chiếc thuyền hải tặc cũng rốt cục lộ ra. Một chiếc rất phổ thông thuyền hải tặc, buồn bên trên hải tặc cờ xí có thể thấy rõ ràng, đầu lâu, hai cây xương cốt giao nhau, phân biệt băng hải tặc cờ xí đặc điểm liền nhìn khô lâu bên trên có cái gì tô điểm. Cái này hải tặc cờ xí đoàn tô điểm tại khô lâu dưới mũi, có hai phiết lưu ảnh mây dạng râu ria. Làm sao có thể? Payner dãy dụ đứng lên, vừa mới một kích kia hắn chặn lại, không có trực tiếp ngã xuống, khi hắn nhìn thấy trên thuyền hải tặc cờ xí, có thể nói là hắn đi vào cái thế giới này về sau lần thứ nhất lộ ra loại này biểu tình khiếp sợ. Nha, còn có thể đứng lên A. Cầm hai lưỡi búa nam tử mang theo một cái kính trăm nhỏ, nhìn xem Panner cười nói. Không có khả năng, các ngươi làm sao lại tại Nam Hải? Panner hoảng sợ nói. Ha ha ha, biến cả là rất lớn, tiểu tử, chúng ta thế nhưng là hải tặc, chỗ đó đều có thể đi, muốn đi đâu thì đi đó, rất tự do. Trên thuyền hải tặc, một người dựa vào người thuyền một bên, một tay cầm bình rượu cười lớn uống rượu. Thay nơi giờ khắc này trừ khiếp sợ ra, thật không có lộ ra vẻ gì khác, những người này là hắn đi vào cái thế giới này về sau nhìn thấy thứ nhất bày nguyên tác bên trong nhân vật, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, lần thứ nhất đụng phải nguyên tác nhân vật thế mà lại là bọn hắn. Hắn còn cho là mình sẽ trước nhìn thấy hải quân những tướng lãnh kia mới đúng, không có nghĩ rằng lại là một đám hải tặc hơn nữa còn là một đám không tầm thường hải tặc băng hải tặc roger nơi nội tâm chấn động như là thấy quỷ ai có thể nghĩ tới tại nam hải đụng phải roger bọn hắn trên thuyền hai cái tiểu quỷ không phải tóc đỏ cùng buggy còn có ai cầm trong tay hai lưỡi búa chính là roger phụ tá đắc lực Scopper gaban vừa mới dùng hao sukuk haki chấn choáng binh sĩ thì là minh vương silver ray dựa vào thuyền vừa uống rượu tự nhiên là roger thế mà biết rõ chúng ta ta nhìn ngươi vừa mới phản ứng không sai một cái nam hải thiếu úy có thể ngăn trở ta công kích rất đáng gờm rồi ga ban cười nói người nào không biết các ngươi a à, băng hải tặc roger đại hải tặc gôn dê roger payner nhìn chầm chầm roger nói nguyên lai ta nổi danh như vậy ha 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 roger tự hồ rất ưa thích cười nghe được payner đề cập tên của hắn càng thêm là cười rất vui vẻ nếu biết chúng ta vậy ngươi định làm gì đâu nhỏ hải quân ray lai cầm bình rượu cười híp mắt nhìn xem payner nói chiến payner toàn thân kéo căng nắm sông đao phun ra một chữ một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 22. Roger mời. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vừa mới nói xong, Payne biến mất tại nguyên chỗ. A, à, hải quân Rokushiki A, rất trẻ. Trên thuyền hải tặc, một tên ngậm lấy điếu thuốc đấu, mặc quần áo thủy thủ trung niên đại thúc cười nói. Có phải hay không hoài niệm ngươi cuộc sống trước kia? Ray Lai bên cạnh một người cười nói. Là rất hoài niệm, bất quá ta càng ưa thích hiện tại, ha ha ha. Mulian đại tá cười to. Mulian đại tá, băng hải tặc rô thành viên, đã từng là hải quân bản bộ đại tá, đồng đẳng với là thượng tá, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn rời đi hải quân gia nhập băng hải tặc rô dơ. Payner di chuyển nhanh chóng, trong chớp mắt đi tới ga ban trước mặt, hai tay đều có một cây đao, tay phải giao quân dụng nâng lên đối ga ban hung hăng chém xuống. Bang gaban nâng lên một thanh lưỡi búa rất dễ dàng ngăn trở payner công kích bị chặn lại công kích payner tiếp lấy giơ tay lên trong tay trái đao từ dưới đi lên vẫy lên chớ xem thường ta tiểu quỷ gaban trên tay lưỡi búa cũng không ngừng một thanh lại lần nữa tùy tiện ngăn trở payner công kích còn thuận tiện hơi hơi dụng lực một chút liền đem payner tung bay ra ngoài đồng dạng đều là dùng hai lưỡi búa savi thủ hạ post cùng gaban so sánh đó là cách biệt một trời một cái thế giới đỉnh cấp cao thủ, một cái tân thủ thôn hơi có chút thực lực người, gà bàn đối mặt Painer thậm chí ngay cả bước chân cũng sẽ không xê dịch một cái. Chênh lệch này thật đúng là để cho người ta tuyệt vọng. Thông qua ngắn mũi giao thủ, Painer biết mình căn bản không phải đối thủ, kiến càng lay cây, không biết lượng sức mà thôi. Minh bạch chênh lệch, Painer cũng không có tính toán tiến công, đem giao quân dụng cắm vào vỏ đao lại bên trong, ngồi trên mặt đất. Thế nào vị này thiếu úy? Ngươi không có ý định tiếp tục công kích." Ga Ban cười nói, "Các ngươi trên thuyền ngoại trừ cái kia hai cái tiểu quỷ bên ngoài, những người khác ta đều đánh không lại đi, không có tất yếu, tiết kiệm một chút khí lực được, kết cục đều là giống nhau." Nơ ngồi dưới đất từ tốn nói, "Vương Bác Đảng, ngươi có ý tứ gì a?" À? Bugi bốc lên đến kêu to, hiện tại Bugi cũng bất quá 7 tuổi mà thôi, cùng tóc đỏ đồng dạng số tuổi hay nơi nhìn cũng không nhìn một chút hai cái tiểu quỷ đầu về sau như thế nào đi nữa ngưu xoa hiện tại cũng vẫn là tiểu quỷ đầu lại nói bu ghi cũng ngưu xoa không đi nơi nào ngoại trừ vận khí rất tốt bên ngoài rất thông minh quyết định nhưng là liền từ bỏ như vậy ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao ngươi nếu là không dốc hết toàn lực đi làm một chuyện thế nhưng là sẽ hối hận cả đời roger nhếch lên khóe miệng nói ngươi theo đuổi tự do là cái gì Payne đối Roger hỏi. Tự do là nhìn ngươi cảm thấy, cái thế giới này tự như là một cái lồng giam đồng dạng, biến cả đã cách trở thế giới ở giữa câu thông, tự do rất trọng yếu, chim chóc không có rộng lớn bầu trời, cái kia cánh còn có gì hữu dụng đâu, người cũng giống như vậy, một người nếu như cả một đời bị trói buộc tại một cái địa phương, kỳ thật cũng lộ ra rất vô vị, ta không muốn trở thành một người như vậy, biến cả rất lớn, ta muốn đi lượt cái thế giới này, phá vỡ cái thế giới này. Roger cười nói. Ngươi có nghĩ tới không, bởi vì tự do của ngươi, có bao nhiêu người cửa nát nhà tan, hải tặc không có một tia năng lực sản xuất, không thể cho thế nhân mang đến một điểm tích cực tác dụng, tự do của các ngươi là xây dựng ở tuyệt đại đa số người thống khổ phía trên. Payner nói. Thú vị. Rayleigh cùng Gaban đều cười. Roger nhìn thoáng qua Payner, có chút ngoài ý muốn, nói. Ngươi ý tưởng này cùng Sengok đồng dạng, không nghĩ tới tại hắn quê quán thế mà nghe được cùng Sen đồng dạng lý do thoái thác, xem ra là đạt được Sen chân truyền, lần sau nhìn thấy Sen ta sẽ cho hắn nói một chút ngươi người này. Ta không thể làm gì khác hơn là kỳ, Roger hải tặc tồn tại ý nghĩa là cái gì? Ngươi không phải là vì cướp bóc, cũng không phải là vì tự vệ mới trở thành hải tặc, ngươi hướng tới tự do, như vậy ngươi đến cùng tại sao phải trở thành hải tặc? Payner nhìn chằm chằm Roger hỏi bởi vì ta muốn phá vỡ cái thế giới này người ta khác biệt ngươi nghe không được những âm thanh này mà thời đại này đang kêu gọi lấy ta roger quay đầu nhìn về phía bầu trời biến cả trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung đây là một cái trên mặt mãi mãi cũng có nụ cười nam nhân roger có một cái bẩm sinh năng lực lắng nghe vạn vật thanh âm hắn có thể nghe được vạn vật phát ra tới thanh âm thế giới đang kêu gọi lấy hắn chỉ là hắn còn tìm không thấy chiếc chìa khóa kia không biết cuối cùng bí mật mà thôi Payner trầm mặt, không có tiếp tục hỏi cái gì, ngồi dưới đất chờ chết, bởi vì hắn hiện tại chỉ có chờ chết. May mắn băng hải tặc Roger không phải một cái tàn nhẫn băng hải tặc, nếu là hiện tại đứng ở trước mặt hắn là Golden Leon, đoán chừng hắn đã chết. Tiểu quỷ, ngươi rất thú vị, nếu như ngươi cũng đang theo đuổi thế giới chân tướng, muốn hay không cùng ta cùng đi. Roger đột nhiên đối Payner nói ra mấy câu nói như vậy. Payner sửng sốt một chút, nội tâm kỳ thật tại rục trịch, tâm động sao? Trở thành hải tặc, gia nhập vẫn là băng hải tặc Roger, tương lai băng hải tặc Roger giải tán, hắn cũng sẽ trở thành truyền kỳ. Thế nhưng là đây là hắn theo đuổi sao? Biết chân tướng lại như thế nào? Payner làm không được hải tặc cái chủng loại kia thoải mái, nội tâm của hắn kháng cự trở thành hải tặc. Chết ở trong tay hắn hải tặc vượt qua trăm người, cụ thể hắn cũng không có đi tính qua, hắn được chứng kiến hải tặc đều là đáng chết. Băng hải tặc Roger danh khí cũng không tốt như vậy. Huống chi Payner nội tâm có thuộc về hắn chính nghĩa, càng đừng đề cập là hệ thống cùng hải quân khóa lại điểm ấy. Ta sẽ không trở thành hải tặc." Payner lắc đầu nói. Hắn kiên trì là hải quân chính nghĩa, hắn đối chính phủ thế giới không có hảo cảm, chỉ là đơn thuần muốn làm hắn chuyện muốn làm. Trước kia hy vọng có thể khi một tên cảnh sát, hắn hiện tại không có khả năng đi làm hải tặc, hải quân mới là thích hợp cho hắn nhất. Vì cái gì đây? Ngươi là ghét bỏ ta băng hải tặc Roger sao? Roger vẫn như cũ là cười hiếp mắt bộ dáng, hai cánh tay chống đỡ thuyền một bên, nhìn xem Payner. Ta là một tên hải quân, chức trách của ta là bắt các ngươi những này trên biển người xấu, hải tặc hãm hại người bình thường mà ta có thể làm chính là dùng lực lượng của ta bảo vệ bọn hắn. Payner nói. Ha ha ha, thật là ngây thơ, ngươi thật đã cảm thấy hải tặc nhất định là người xấu. Roger cười to nói: Hải tặc có người tốt sao? Ta mặc kệ ngươi trở thành hải tặc lý do là cái gì, Roger, ngươi dám nói các ngươi không có thương hại qua người khác sao? Các ngươi mỗi ngày ăn uống tiêu xài đều là đến từ cái khác hải tặc, hoặc là các ngươi dùng qua thủ đoạn khác thu hoạch, nhưng là những vật này đều không phải là các ngươi thông qua lao động nỗ lực đạt được, chỉ là các ngươi đoạt người khác thành quả thắng lợi mà thôi. Ngươi thật biết nói chuyện tiểu quỷ, ta cũng tìm không thấy phản bác dù sao chúng ta liền là bại hoại nếu là người giống như ngươi nhiều một ít kỳ thật không người nào nguyện ý khi hải tặc roger nói ngươi nói sai hải tặc là sẽ không không có dù là không có thiên long nhân hãm hại cũng sẽ có người khi lấy được lực lượng cường đại về sau làm ra vi phạm sự tình biến cả rất lớn hải tặc mãi mãi cũng sẽ không không có mà bắt hải tặc hải quân cũng sẽ không không có một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Gáp đến Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Sáng sớm, tay máu me khắp người nằm tại bến tàu một bên, các binh sĩ ông đầu tỉnh lại, nhìn thấy này tấm thê thảm bộ dáng payner vội vàng tới xem xét phát hiện payner còn có hô hấp bọn hắn đều nhẹ nhàng thở ra mau để cho bác sĩ cho payner trị liệu payner còn có ý thức trừng lớn hai mắt nhìn chân trời mặt trời toàn thân cao thấp không có một khối không thương hôm qua bị giáo huấn một trận roger lấy hải quân binh sĩ tính mệnh áp chế hỏi payner có thể hay không bởi vì những binh lính này mà mất đi tính mạng payner đáp án là khẳng định Hắn biết Roger đây là cho hắn lối thoát, liền là đại giới không nhỏ, bị hung hăng đánh cho một trận. Bị nhất trút quân về tàu, Payner ngủ say sưa dưới, sau khi tỉnh lại toàn thân vẫn là đau nhức vô cùng, động đậy một cái cũng khó khăn. Gọi binh sĩ tiến đến, chuẩn bị cho hắn một điểm ăn, không có cái gì thuốc so thịt tới càng thêm có dùng. Ăn đồ vật thể lực khôi phục, dèn dèn mushi vang lên. Nghe nói ngươi đã tỉnh Long Go thượng tá thanh âm từ gian gian mu si trong miệng nói ra. Ân, đã tỉnh. Payner nói. Đối phương là ai? Thế mà có thể đem ngươi đánh thành như thế? Long Go thượng tá hiếu kỳ, hắn cũng không biết là ai đã thương Payner. Đại hải tặc, gôn dê Roger. Payner nói. Cái gì? Long Go thượng tá kinh hô Roger cũng không phải người bình thường. Hắn làm tại Hải quân chờ đợi hơn 10 năm Hải quân tướng sĩ, tự nhiên biết Băng Hải Tặc Roger, không chỉ là Băng Hải Tặc Roger, liền ngay cả Băng Hải Tặc trốc hắn đều biết, hơn nữa còn biết trốc là bị gấp trung tướng đánh bại. Hắn không biết phát sinh ở 8 năm trước thần chi cốc tình huống cụ thể, nhưng Băng Hải Tặc Roger thực lực không thể khinh thường, loại này hải tặc không nên xuất hiện tại Nam Hải mới đúng. Xác định là Băng Hải Tặc Roger. Long Go thượng tá khẩn trương hỏi: Liên tục xác nhận, loại sự tình này không thể qua loa. Xác định là băng hải tặc Roger, đêm qua ta cùng Scopper Gaban giao thủ, à, hoàn toàn không phải là đối thủ, quá mạnh. Payner cười khổ nói. Ngươi làm sao có thể là loại kia quái vật đối thủ, nhanh lên trở về, băng hải tặc Roger đến Nam Hải chuyện này không thể coi thường, đã không phải là chúng ta có thể tiếp xúc đến, ta muốn thông tri bản bộ. Long Go Thượng tá nói. Ân, Painter Cúc Gen Gen Mushi, <laughs> hắn chưa từng có đối thực lực từng có như thế khát vọng, kiến thức băng hải tặc Roger, hắn rốt cuộc biết cái này biến cả đỉnh cấp lực lượng, Rayleigh Hausukuk Haki, Roger Kenbun Sao Haki, cùng Gaban Busosuk Haki, hắn đều tại hôm qua kiến thức một lần, Haki mới là đỉnh cấp chiêu số A. Mạnh lên, ta không thể tiếp tục đợi tại Nam Hải, hải quân bản bộ bên kia càng thêm thích hợp ta, nếu có thể. Painter nắm chặt nắm đấm, nội tâm chiến hỏa đang thiêu đốt. Long Go thượng tá bên kia không có nghi hoặc, lập tức gọi thông hải quân bản bộ Marinefo điện thoại. Nơi này là bản bộ Marinfo. D60 chi bộ thượng tá Long Go có việc báo cáo. Mời nói. Hôm qua ta bộ Payner thiếu úy tại New Sơn đảo phụ cận tao ngộ băng hải tặc Roger, mời bản bộ coi trọng việc này. Băng hải tặc Roger. Xác định. Xác định ta à, cái này hướng không chờ đã ngươi nói New lo sơn đảo chẳng lẽ lại là Sen gúc đại tướng quê hương đúng vậy ngay tại New lo sơn đảo bên trên băng hải tặc roger còn phóng hỏa thiêu hủy một gian quán ba ta hiểu được cái này thông tri nguyên soái bản bộ tiếp vào tin tức tướng lĩnh không dám khinh thường lập tức tiến về nguyên soái văn phòng tìm nguyên soái công báo cáo roger chạy đến nam hải đi nam nhân kia đến cùng đang làm gì toàn thế giới chạy khắp nơi tại sen gúc quê hương sao sen gúc người nhà đã không tại Niu lo sơn đảo đi nói cho gáp hắn hẳn là sẽ có hứng thú công nghe xong tướng sĩ báo cáo không làm kinh động sen gúc đi thông tri gáp là được rồi tướng sĩ tuân lệnh đi thông tri đang tại bản bộ bên trong nhàn rỗi không chuyện gì làm gáp a à. roger chạy đến nam hải đi còn đi sen gúc quê quán gia hỏa kia đến cùng đi làm cái gì Đốt đi một nhà quán ba, ta đã biết đã lâu không gặp hắn, vừa vặn ta gần nhất thực lực tăng lên không ít, đi Nam Hải tìm hắn. Gáp tự nhiên có hứng thú, lập tức điểm binh khiển tướng, mở ra đầu chó thuyền tiến về Nam Hải. Sen làm hải quân một cái duy nhất còn tại quản sự đại tướng, Je Phi đã đi mang học sinh, Gáp cự tuyệt trở thành đại tướng, chỉ còn lại có một mình hắn, đại tướng là Thiên Long Nhân cấp dưới trực tiếp, nhiệm vụ của hắn rất nặng. Sengoku rất thông minh, bản bộ hành động hắn cũng lập tức biết, dù là hắn tại thế giới mới tọa trấn, cũng biết gáp hành động tin tức, hơi chút nghe ngóng, liền biết gáp muốn đi Nam Hải, băng hải tặc Roger xuất hiện tại Nam Hải tin tức. New lo sơn đảo, có nhanh 30 năm không có trở về đi. Sengoku nghĩ đến rất nhiều, mười mấy tuổi gia nhập hải quân, hắn không còn có trở về qua, dè phi sự kiện sau khi phát sinh. Hắn liền đem người nhà chuyển dời đến hải quân bản bộ Marinfo trấn đến, Đối Niu lo sơn đảo cũng chỉ tại trong trí nhớ nhớ tới. Giao cho gáp là được rồi, ly ông cái kia hỗn trướng lại bắt đầu đảo loạn. Sengoku rất nhức đầu, hắn cần giám sát sự tình rất nhiều. Băng Hải Tặc trốc sau khi giải tán, hiện tại sinh động trên biển cả cường giả đều là trốc thủ hạ, những người này để hải quân đau đầu vô cùng, may mắn bọn hắn không tiếp tục liên thủ, không phải hải quân sẽ tiếp tục đau đầu. Roger bên này trở lại sáu 60 chi bộ dưỡng thương kỳ thật cũng khôi phục không sai biệt lắm, liền là một chút da thịt gân cốt thương mà thôi, cũng không tính quá thảm. Lần này sự kiện về sau, hắn hiểu thêm thực lực tầm quan trọng, càng thêm kiên định hắn muốn trở nên mạnh hơn quyết tâm. Thân thể thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa hắn đều tại yêu cầu nghiêm khắc mình, mỗi ngày đầu nhập trong khi huấn luyện. Đối với Payne hành vi, Long Go cũng không tiện nói gì, đứa nhỏ này bị kích thích cũng tốt để Payne biết biến cả lớn bao nhiêu đảo mắt lại là một tháng trôi qua, Tây Nờ Niên Kỷ cũng đến 19 tuổi, đi vào cái thế giới này không sai biệt lắm nửa năm, nửa năm qua này biến hóa của hắn to lớn, nguyên bản thân cao cũng liền chừng một thước tám, nửa năm ở giữa thực lực tăng lên, lượng cơm ăn tăng trưởng, hắn thân cao đều tăng lên tới 2 mét, mới 19 tuổi hắn còn có thể tiếp tục dài, khẳng định là không đạt được trâu trắng loại trình độ kia, đoán chừng cũng sẽ không so gáp muốn thấp hôm nay dê 60 chi bộ tất cả binh sĩ đều tại bến tàu xếp hàng, có đại nhân vật đến mới có loại đại ngộ này, tất cả mặc hải quân áo khoác tướng lĩnh đều đứng tại trên bến tàu chờ. Rốt cục một hình bóng xuất hiện tại đường ven biển bên trên, theo cái bóng tới gần, một chiếc ngầm đầu chó quân hạm xuất hiện tại tất cả binh sĩ trước mặt. Đầu chó quân hạm cặp bờ, quân hạm bên trên đem thả xuống cái thang, một người mặc hải quân áo khoác, hình thể to con nam tử trung niên đi xuống hoan nghênh gáp trung tướng đi vào dê 60 chi bộ. Long Go hơn ngàn cúi chào nói. Đừng như vậy, ta không quen loại đại ngộ này, các ngươi cứ điểm có người gặp được Roger đúng không, gia hỏa kia thật là biết chạy, bất quá hắn cùng ta đề cập các ngươi cứ điểm có cái binh sĩ, nói rất đáng gờm. Ta cũng phải mở mang kiến thức một chút có thể làm cho Roger nhớ người là ai. Gáp lớn tiếng nói. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tinh tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chẳng với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Ông đùi, đi theo gáp ra biển. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Payner đứng tại gáp trước mặt, gáp trừng to mắt quan sát tỉ mỉ Payner, nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Đưa tay sờ sờ tóc, cười nói. Liền là tiểu gia hỏa này à, thoạt nhìn chẳng ra sao cả. Gáp nói xong đi đến Payner bên người, đưa tay vỗ vỗ Payner bả vai. Payner bị đập lần thứ nhất cả người kém chút quỳ xuống, may mắn hắn nhanh chóng kịp phản ứng chống được, tiếp lấy đến mấy lần mỗi một cái khí lực đều tại không ngừng gia tăng. Gáp đơn giản đập mấy lần, Payner toàn thân căng thẳng, thẳng đến hắn dừng tay, Payner phía sau đã ướt đẫm, cái trán cũng toát ra mồ hôi. Khá lắm tuyệt không khách khí, khí lực lớn đến đáng sợ. Rất không tệ a à, tiểu quỷ, có một chút nội tình. Gáp cười nói, đo dưới Payne thực lực vẫn được, nhìn được. Cái gì thiên tài hắn không có nhìn qua, Hải Quân còn có hai cái quái vật đâu, chắc ló Linh, Linh cùng Koyuki Oden loại kia mới xem như cái thế giới này sủng nhi, chân chính quái vật trong quái vật. Tại Gáp xem ra, Payne chỉ có thể coi là không sai, tiếp tục huấn luyện xuống dưới, về sau còn có thể tăng lên, liền nhìn hắn có thể hay không kiên trì tại tứ hải cùng tại bản bộ thế nhưng là có khác biệt có ăn sao ta đói bụng roger gia hỏa kia cũng không biết chạy đến địa phương nào trốn đi trước tiên ở các ngươi nơi này đợi mấy ngày gáp lớn tiếng nói đã chuẩn bị xong gáp trung tướng mời tới bên này long go thượng tá phía trước dẫn đường payner đi theo tiếng vào gáp tướng ăn không cần phải nói ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn một bữa cơm ăn ăn ngủ ngủ xem ra không phải già mới có thể dạng này, hiện tại hơn 40 tuổi gáp cũng là như thế. Payner nhìn xem gáp, theo dõi hắn một hồi lâu. Gáp ăn uống no đủ, tại cứ điểm dừng lại mấy ngày. Payner mấy ngày nay cơ hồ không nhìn thấy gáp, nghe nói hắn một mực tại ăn cơm đi ngủ, ghen còn sót lại, cùng Luffy gần như giống nhau. Gáp cũng là loài kia dừng lại không được người, hai ngày liền không ở lại được nữa, hắn quyết định xuất phát, ưa thích tự do mạo hiểm giả chính là như vậy. Gáp mặc dù là hải quân, nhưng hắn không thích bị hạn chế tại một cái địa phương, biến cả mới là hắn yêu nhất. Biết được Gáp muốn rời khỏi, tay Nơ tìm được Long Go thượng tá. Tiến đến. Đèn đuốc lóe lên, Tây Nơ ngồi trên ghế cũng không có mở miệng, các loại Long Go thượng tá xử lý tốt văn bản tài liệu. Rốt cục Long Go dừng lại trong tay bút, đem văn bản tài liệu chỉnh lý tốt bỏ vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu nhìn Payner Nơ nói. Ngươi quyết định tốt sao? đúng vậy thượng tá, ta, ta quyết định tốt. Payner nói, ta liền biết có thể như vậy, đã dạng này ta cũng không để lại ngươi, cần ta đi cùng gấp trung tướng nói sao. Long Go thượng tá hỏi, không cần, chính ta đi gặp gấp trung tướng là được rồi, trong khoảng thời gian này nhiều chút ngại chiếu cố. Payner đối Long Go cuối người chào nói, thế giới là rộng lớn, ngươi có thể đi ra ngoài cũng là chuyện tốt. Ta đã từng cũng hy vọng có thể đi khắp toàn thế giới, về sau mới biết được, kỳ thật bình an mới là trọng yếu nhất, mới có thể đồng ý đi vào dê 60 chi bộ, ngươi còn trẻ, còn có cơ hội, ta liền không chậm trễ ngươi, đi thôi. Long Go nói. Payner rời phòng làm việc, Long Go vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn sớm biết sẽ có một ngày này. Chỉ là không có nghĩ đến Payner sẽ chọn đi theo gáp cùng rời đi, có lẽ cũng là cơ hội tốt. Ngày thứ hai Payner tại cổng lấy một cái ba lô, đứng tại trên bến tàu. Gáp ngáp đi ra, nhìn thấy trên bến tàu chờ đợi long go cùng payner đưa tay chào hỏi sớm a à các ngươi không cần đến đưa ta ta không thích những quy củ này gáp khoác tay nói gáp trung tướng kỳ thật ta có việc cầu ngài long go thượng tá vẫn là tới hắn sợ payner không giải quyết được cùng payner cùng một chỗ ở chỗ này chờ gáp có chuyện gì a à? gáp mang tính tiêu chí động tác xuất hiện ngón út cắm vào trong lỗ mũi móc lấy lỗ mũi một mặt ý cười nhìn xem long go cùng Payner. Payner thiếu úy là một cái ưu tú hải quân binh sĩ, hắn đối hải quân có tuyệt đối trung thành, ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn từ binh nhì trở thành thiếu úy, cũng nắm giữ hải quân Rokushiki, tiếp tục lưu lại dê 60 chi bộ sẽ chỉ chậm trễ hắn, lãng phí thiên phú của hắn, còn xin gấp trung tướng có thể mang theo hắn tiến về hải quân bản bộ, ta đã hướng bản bộ phát ra thuyết minh. Long Go nói, dẫn hắn đi bản bộ A. À. Gáp nhìn chầm chầm Payner, nở nụ cười. Có thể a, à, hiện tại liền học được Rokushiki, xem ra thiên phú không tội, so chính phủ thế giới bồi dưỡng những cái kia chó săn muốn tốt hơn nhiều, đã ngươi cùng bản bộ đã nói, vậy liền mang tới, bất quá ta khả năng không có nhanh như vậy trở về bản bộ, đến lúc đó ngươi sẽ không ở trên thuyền đợi không kiên nhẫn a. À. Gáp nói. Sẽ không, có thể đi theo gáp trung tướng là tại hạ may mắn. Payner nói. Hắc hắc, loại suy nghĩ này rất tốt, đã dạng này, vậy thì đi thôi. Gáp rất thoải mái, dẫn đầu đi lên quân hạm. Payner đi theo Gáp cùng tiến lên đi, tại quân hạm bên trên, Payner cùng Long Go cùng cái khác tướng sĩ phất tay tạm biệt, cũng không biết có cơ hội hay không có thể trở về, có lẽ chuyến đi này có thể là cả một đời đều không gặp mặt nhau được. Thẳng đến quân hạm biến mất, về 60 chi bộ cùng Payner quan hệ không tệ tướng sĩ nhau nhau thở dài, Payner nhất định không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, chỉ hy vọng payner có thế thật tốt tương lai có thể nghe được liên quan tới tin tức tốt của hắn quân hạm bên trên payner có binh sĩ mang theo hắn đi vào trong khoang thuyền an trí hắn một cái thiếu úy tại trung tướng quân hạm bên trên chỉ có thể coi là một cái tiểu quan huống chi hắn còn không phải gáp quân đội binh sĩ không có biên chế chỉ có thể coi là dựng thuận gió xe ngươi bình thường đều đang làm gì gáp tìm đến payner hỏi quân hạm bên trên rất nhàm chán gáp ngoại trừ đi ngủ ăn cơm bình thường cũng không thấy được hắn làm gì nhàm chán phía dưới tìm đến payner nói chuyện phím tu luyện payner trả lời rất đơn giản hắn thật chỉ có tu luyện cả ngày đều ở tu luyện tu luyện lại là một cái người nhàm chán các ngươi loại người này ta là thật không hiểu rõ thực lực không phải sẽ tự mình mạnh lên sao có cái gì tốt tu luyện gáp quay đầu đi đi câu cá payner bó tay rồi không phải ai đều cùng người nhà ngươi đồng dạng đi ngủ đều có thể mạnh lên lại nói gáp không có tu luyện qua sao khẳng định có chỉ là nhân gia thiên phú không phải mình có thể so sánh quả nhiên là chiến đấu tài năng tăng cao thực lực gáp kinh lịch chiến đấu khó mà tin được rốt đều đổ vào hắn cùng roger trong tay gia hỏa này chỉ là mặt ngoài nhìn thấy như vậy nhẹ nhàng mà thôi a à. không để ý gáp tay nơ tại đuôi thuyền tìm một khối trống không bông thuyền tu luyện quen thuộc năng lực quân hàm trước mắt trướng không được, đã trướng không đi lên, vậy cũng chỉ có thể mình tu luyện, để thực lực cùng kỹ năng xứng đôi bên trên. Ra biển ba ngày sau, gáp thật sự là nhàm chán, băng hải tặc trô giờ giống như tự Nam Hải biến mất, liên tiếp ba ngày đều không có một chút tin tức. Tiểu tử ngươi qua đây. Gáp đứng tại quân hạm khoan thuyền đỉnh chấp, nhìn thấy nơi đuôi thuyền tu luyện Payner nói. Thế nào gáp trung tướng? Payner dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu hỏi. Ngươi dạng này tu luyện làm sao có thể mạnh lên, có muốn hay không nhanh chóng mạnh lên? Gáp nói. Muốn. Payner gật đầu. Vậy là tốt rồi. Gáp lộ ra thật to tiếu dung, nâng lên nắm đấm dùng sức ép ép khớp nối, phát ra ba ba tiếng vang. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 gấp chỉ điểm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện. Audio. Buổi chiều, mặt mũi bầm dập cùng đầu heo đồng dạng Tayner ngồi tại trên bàn cơm, hắn cũng biết gia hỏa này không có hảo tâm. Một buổi sáng ngay tại đánh hắn, coi hắn là đóng cát đánh một trận. Mỹ Danh kỳ viết là vì cho hắn tăng cường thực lực, trên thực tế hắn liền là nhàm chán, đem Tayner khi bao cát làm. Điều này cũng làm cho Tayner tìm được mấy tháng trước tại D60 chi bộ lần thứ nhất bị Long Go huấn luyện thời điểm loại kia trạng thái, chỉ là so sánh Long Go, gáp ra tay không biết nhiều hung ác, mỗi một lần ra quyền lực lượng lớn đến đáng sợ, còn sẽ không giết hắn, để hắn nhớ kỹ có bao nhiêu đau. Payner cảm thấy một buổi sáng đi qua, tương đương với hắn 10 ngày tu hành, thân thể nhanh hình thành phản xạ có điều kiện. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, bất quá còn không được, phản ứng không được, có chút động tác không thể dùng nắm đấm nhìn, coi như ngươi thấy được ta làm sao ra quyền, cũng không biết ta tốc độ ra quyền lại bao nhanh, con mắt có đôi khi cũng sẽ lừa gạt ngươi. Gáp cười to nói. Payner lập tức ngồi thẳng, gáp lời nói này nếu như nói cho một cái bình thường binh sĩ nghe, tuyệt đối không biết hắn nói là có ý gì, nhưng là Payner rõ ràng, gáp đây là tại dạy bảo hắn Ken Bun Sao Haki cơ sở. Ken Bun Sao Haki dựa vào giác quan thứ sáu, vứt bỏ con mắt nhìn thấy hết thảy công kích, vận dụng tốt giác quan thứ sáu, cho dù là buộc con mắt cũng có thể cảm giác được công kích của đối phương, làm ra dự phán, né tránh các loại. Hiện tại Payner cũng mới tu luyện không đến một năm, hắn rất nhiều thứ đều là thông qua con mắt nhìn thấy làm ra phản ứng, mà gáp cho hắn bên trên bài học, mọi thứ không thể đều dùng con mắt để phán đoán, nếu như địch nhân là tại phía sau ngươi, ngươi dùng cái gì nhìn, làm ngươi quay đầu lại thời điểm, địch nhân đã đứng ở trước mặt ngươi. Cái này còn có cái gì kết cục không thành, hạ tràng chỉ có một con đường chết nhân mạng một đầu, một bước sai, phía dưới chính là vực sâu, dùng không được nửa điểm sai lầm. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, chiến lúc ít đổ máu chính là cái đạo lý này. Còn xin gáp trung tướng chỉ điểm. Payner khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gì chỉ điểm, lão phu mới không có hứng thú kia đâu, hôm nay buông lỏng một. Hô, hô, hô. Gáp nói còn chưa dứt lời, quay đầu đã nằm ngáy o o, một cái bọt khí định lấy cái mũi, mỗi ngày móc lỗ mũi, cũng không biết nước mũi nơi nào đến nhiều như vậy. Payner là cảm kích gáp, có đôi khi có ít người hiện tại đối ngươi lợi hại, mang ý nghĩa hắn đối ngươi tốt, lòng gò lúc trước không phải cũng đem hắn giáo huấn rất thảm, kết quả thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, để hắn sớm ăn phải cái lỗ vốn, phía sau trong chiến đấu, hắn có thể không thiệt thòi, ăn không được thua thiệt. Đây đều là kinh nghiệm, liền cùng loại với chơi trò chơi đồng dạng, đẳng cấp cao chỗ tốt bày ở bên kia, chỉ có kỹ năng không có đẳng cấp ngươi không phát huy ra được chỉ có đẳng cấp không có kỹ năng ngươi bình a à cũng có thương tổn kinh nghiệm có đôi khi sau kỹ năng càng trọng yếu hơn ngươi biết kỹ năng này dùng như thế nào nhưng là ngươi không biết làm sao dùng mới là thỏa đáng nhất thật vô dụng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất kỹ năng mạnh hơn cũng không dùng được kéo lấy mệt mỏi thân thể payner cũng nằm sắp trên bàn ngủ thiếp đi giấc ngủ này mở mắt ra đã là trời tối thời điểm không thể không nói Rokushiki học được về sau, thân thể của hắn điều kiện tăng lên rất nhiều, trên mặt sưng đã tiêu mất, hiện tại sợ lấy có đau một chút mà thôi, đã tốt hơn rất nhiều. Tỉnh. Gáp liền trên bông thuyền câu lấy cá, cũng thật không có chuyện làm, ở trên biển không câu cá còn có cái gì. Đa tạ trung tướng. Thầy nơ đối gáp cuối người chào nói. Có cái gì tốt cảm tạ, ta chính là nhàm chán, cũng không biết Roger gia hỏa kia chạy đi nơi nào. Gáp nắm cần câu khuôn mặt tươi cười đối Payne. Đối với Gáp, Payne không biết làm sao đánh giá, trên người hắn lưng đeo chính nghĩa hạn chế hắn, cuộc chiến thượng đỉnh Gáp đoán chừng là thống khổ nhất một người, trơ mắt nhìn cháu của mình chết tại trước mặt, kém chút hai cái cháu trai liền cũng bị mất. Thế nhưng là sau lưng của hắn hải quân chính nghĩa hạn chế hắn, làm hải quân anh hùng, hắn không ra được tay, thậm chí còn cần sen gúc áp chế hắn mới được, không phải hắn thật sẽ mất lý trí. Gáp là một cái bi kịch, có lẽ có thể bị hắn dành cho kỳ vọng cao chỉ có con của hắn Dragon, Luffy hắn thấy chỉ là hồ nháo mà thôi, chân chính có thể lật đổ đây hết thảy chỉ có con của hắn Dragon. Quân cách mạng cùng hải tặc không đồng dạng, hải tặc chung quy là hải tặc, khó mà đến được nơi thanh nhã, chẳng lẽ lại sẽ có hải tặc thống trị cái thế giới này. Đó là không có khả năng, hải tặc không có thể trở thành thế giới chi chủ, cái gọi là vua hải tặc cũng bất quá là một cái nhai đầu mà thôi quân cách mạng khác biệt quân cách mạng thuận theo lòng người bọn hắn phá vỡ cũng không phải chính phủ thế giới mà là thiên long nhân thống trị làm dây chi nhất tộc thành viên gáp trời sinh căm ghét thiên long nhân không phải hắn đã sớm tại thần chi cốc về sau trở thành hải quân đại tướng trở thành hải quân đại tướng mang ý nghĩa lệ thuộc trực tiếp thiên long nhân mệnh lệnh hắn mới không muốn nghe thiên long nhân lời nói hắn làm hết thảy cũng là vì hải quân vì người bình thường mà thôi làm hải quân tín ngưỡng đồ đằng hải quân anh hùng, Gáp không thể tại cuộc chiến thượng đỉnh xuất thủ. Hiện tại 47 tuổi Gáp lộ ra còn rất trẻ, trên đầu tóc trắng cũng không có lớn lên, tiếp qua mấy năm đoán chừng muốn dài tóc trắng. Roger là một cái không tầm thường người. Payner nghĩ nghĩ nói ra. À, ngươi gặp qua hắn một lần đúng không, gia hỏa kia cùng ngươi nói cái gì? Gáp ngoài ý muốn nhìn xem Payner, mới tiếp xúc một lần, Roger đối Payner có ấn tượng, mà payner lại còn nói roger không tầm thường hắn mời ta bên trên thuyền của hắn payner nói gáp một mặt giật mình tiếp lấy cười ha hả ha 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 có ý tứ là roger gia hỏa kia tính cách chỉ sợ còn không chỉ chừng này a à. chúng ta hàng huyên tự do chủ đề hắn cảm thấy hải tặc là tự do hắn hướng tới tự do mà ta cảm thấy hải tặc liền là hải tặc tự do có thể trở thành nhà mạo hiểm mà không phải hải tặc mang lên hải tặc hai chữ, không phải người tốt, ta gặp được một cái diệt một cái. Payner nói. Tiểu tử ngươi. Gáp nhìn chầm chầm Payner, tự hồ tại Payner trên thân thấy được một cái quen thuộc cái bóng, cái kia bạo tạc đầu. Ngươi đã cảm thấy hải tặc là hẳn phải chết. Gáp híp mắt nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Payner hỏi lại. Trở thành hải tặc nguyên nhân rất nhiều, thế nhưng là hải tặc đối với người bình thường phá hư điểm ấy không thể nghi ngờ, cướp bóc đốt giết, sát hại người bình thường, người vô tội, người không liên hệ chết thảm, bọn hắn là vì cái gì mà chết, còn không phải là bởi vì trong tay bọn họ không có vũ khí. Vậy ngươi cảm thấy chính phủ thế giới thế nào? Gáp nói. Chính phủ thế giới liền như thế, thiên long nhân không nên tồn tại. Payner mặc lộ hàng quan. Hoa lặp lặp lặp. Quân kỳ tung bay, bông thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có biển sóng tiếng vang, may mắn toàn bộ bông thuyền liền Payner cùng gáp hai người, nếu như bị người thứ ba nghe thấy, Payner đoán chừng cũng chỉ có đào vong, hoặc là trở thành hải tặc. Gáp yên lặng một lát, gãi đầu một cái nói. Lớn tuổi, lỗ tai cũng không tốt làm, vừa mới nói cái gì, ta nghe không được, ha ha ha. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tin tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Bắc Hải, phát hiện băng hải tặc trô dơ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thầy nơ ý thức được mình quá vọng động rồi, lại nói lên câu nói như thế kia đến, may mắn hắn là đối gáp nói, nếu là đối thời kỳ này Sen Gúc nói, đoán chừng hắn đã bị Sen Gúc trấn áp, Ohara sự kiện trước đó sen gúc đối chính phủ thế giới trung thành tuyệt đối, hắn là sẽ không cho phép có người đối thiên long nhân nói ra mấy câu nói như vậy. Payner đã phạm vào đại nghịch bất đạo chi tội, không có bị đưa đến Judicial Island đã là rất may mắn sự tình. Gáp nội tâm giật mình, không nghĩ tới một cái hải quân tầng dưới chót trong miệng binh lính thế mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến một người. Hoặc là bọn hắn sẽ nói chuyện đến gáp nội tâm thở dài payner tiếp xuống không có dám nói chuyện ngồi tại gáp bên cạnh cho hắn chăm trà kỳ thật nội tâm cũng khẩn trương còn may là gáp gáp đối thiên long nhân không có hảo cảm thậm chí xưng hô bọn họ là rác rưởi hiện tại gáp nhiều lần cự tuyệt trở thành hải quân đại tướng cũng chính là nguyên nhân này làm thiên long nhân chó săn hắn là thật làm không được thiên long nhân cái gì sắc mặt hắn không có được chứng kiến sao thần chi cốc sự kiện hắn là người chứng kiến nếu như không phải còn lại Thiên Long Nhân là hài tử, hắn đoán chừng sẽ chờ đến Thiên Long Nhân đều chết sạch mới ra tay a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Gáp đánh Tây đánh dùng sức một chút, Tây Nợ có thể cảm giác được Gáp mỗi một lần xuất thủ quy luật, đều là tại hắn lúc chiến đấu lộ ra ngoài sơ hở. Từ từ, ngắn mũi 7-8 ngày thời gian, Tây Nợ đã có thể hình thành bước đầu điều kiện phản ứng, mặc dù còn không đạt được Sao Haki loại trình độ kia chắc chắn chờ hắn quân hàm tăng lên, Ken Bun Sao Haki tu luyện sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Tại Nam Hải dừng lại một đoạn thời gian, gáp thu vào đến từ bản bộ tình báo. Roger thế mà chạy đến Bắc Hải đi, hỗn trướng, lừa ta. Gáp cũng không biết nói cái gì cho phải, một mực tại truy người, kết quả Roger đã sớm từ River Mountain chạy tới Bắc Hải đi, đem hắn hung hăng quăng một trận. Cái này khiến Gáp rất là sinh khí, thế là cùng ngày đánh Tainer một trận. Payner đã thành thói quen, không có năng lực có thể chống cự chỉ có thể bị đánh A. À. Bản bộ không có cái khác mệnh lệnh, gáp trực tiếp thay đổi đầu thuyền, thẳng đến Bắc Hải đi, cùng nó trở lại hải quân bản bộ nhìn công tắm kia mặt thối, hắn còn không bằng ở trên biển khắp nơi tung bay đâu. Payner đi theo gáp khắp nơi đi, hắn chưa từng có đi qua địa phương xa như vậy, đi theo gáp kiến thức thị trường, Nam Hải còn không tính kỳ hoa, gờ rằng liner bên trong mới có thú. Lần thứ nhất nhìn thấy River tần container đều giật mình, đến cùng là cái gì lực lượng mới có thể để cho hải lưu leo núi, với lại river mau tầng độ cao cũng không thấp a à, hải lưu có thể vọt tới nơi này quả thực là kỳ tích. Cái thế giới này rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường để giải thích, vượt qua river mau tầng, tại river mau tầng đỉnh chóp hội tụ năm cái đường thủy, chọn đúng bắc hải hàng tuyến. Quân hạm từ Bắc Hải đường thủy ngược dòng mà xuống, không có buồn chẳng khác nào không có gió biển hiệp trợ. Thuyền buồn chủ yếu động lực vẫn là phong, chỉ cần thu hồi buồn, bọn hắn quân hạm nghịch hải lưu cũng có thể tiến vào Bắc Hải. Đến Bắc Hải, đây là một cái khác biệt hải vực, tứ hải ở giữa không có gì khác biệt, Bắc Hải càng đến gần mặt phía Bắc khí hậu sẽ càng lạnh. Nội dung cốt truyện bên trong Bugi cùng sang thảo luận qua Nam Bắc Cực, cái thế giới này kỳ thật cùng địa cầu không sai biệt lắm, cũng có Nam Cực Điểm cùng Bắc Cực Điểm. Bắc Hải thuộc về cường đại hải vực, muốn nói Bắc Hải đảng sinh nhân vật, san di tính một cái, nhiều băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Batman cũng là bắc hải xuất thân. Sau này lo còn có Hakin, Red đều là bắc hải. Hải quân bên trong bắc hải xuất thân có Akainu cùng Kiyaru, điểm ấy đoán chừng không có ai biết, hai người đều là đến từ bắc hải. Bắc hải phát hiện băng hải tặc Roger tung tích, Roger cũng không biết gáp ngay tại phía sau hắn. Đến bắc hải đại khái nửa tháng sau, bọn hắn rốt cục đuổi kịp băng hải tặc Roger, ngay tại cái nào đó băng tuyết chi thành bên trong. thành, trên bến tàu băng thiên tuyết địa, mặc dù nơi này là thuộc về đảo băng, thế nhưng là vật liệu gỗ tài nguyên phong phú, lạnh nóng hải lưu tạo thành tự nhiên ngư trường. ở trên đảo thời tiết mặc dù ác liệt nhưng cũng tụ tập rất nhiều người, từ từ ở chỗ này tạo thành một cái rất thành thị phồn hoa. Roger đám người đi tới nơi này cũng là nghe nói nơi này có rất đặc biệt vạn năm băng, dùng loại này băng phối hợp nơi đó một loại rượu, có một phong vị khác chính đáng Roger bọn người còn tại ở trên đảo lưu lại trong lúc đó phụ trách trong coi thuyền ga ban thấy được quân hàm xuất hiện thật sự chính là âm hồn bất tán gia hỏa kia lại tới ga ban đối gáp xuất hiện đã sớm biết không có cách làm Roger đối thủ một mất một còn gáp vẫn luôn đang đuổi lấy bọn hắn từ gờ răng liner đến nam hải lại đến bắc hải đến bọn hắn không có chút nào ngoại ý muốn đi thông tri Roger thuyền trưởng gáp tới Gaban cầm lấy hai lưỡi búa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cũng không biết Roger bọn người lúc nào trở về, hắn trước ngăn chặn gáp lại nói. Loại sự tình này hắn làm nhiều hơn, đã sớm miễn dịch, quả nhiên tiếng nói của hắn rơi xuống, vô số mai đạn pháo từ quân hạm phát xạ tới, không có nghe được đại pháo vang lên tiếng nổ mạnh, chỉ có đạn pháo đang phi hành trên đường đi vang lên tiếng xé gió. Làm loạn gia hỏa, chiếc thuyền này cũng không thể bị ngươi cho hủy đi. Gaban cầm trong tay hai lưỡi búa nhảy lên bay lên giữa không, giống con quay đồng dạng xoay tròn. Một đoàn màu đen gió lốc trên không trung đột nhiên xuất hiện, trong gió lốc nương theo lấy trảm kích, đạn pháo toàn bộ đánh vào gió lốc bên trên, tại trảm kích bên trong chật nổ tung. Bến tàu bên cạnh động tỉnh rất lớn, người bình thường nhìn thấy hải quân xuất hiện cùng hải tặc giao thủ, lập tức lựa chọn chạy khỏi nơi này, tránh cho bị tác động đến. Ha ha ha, là ga ban gia hỏa kia. Gáp tại quân hạm bên trên cười to nói Gáp trung tướng Một đống lớn đạn pháo bị vận chuyển bên trên quân hạm Đây chính là trung tướng quân hạm Gáp quân hạm mặc dù không có đạt tới lệnh triệu tập bất thường, bút sơ côn loại trình độ kia, nhưng cũng không phải nơ trước đó cái chủng loại kia quân hạm có thể so sánh Mỗi một lần Gáp xuất thủ đều muốn tiêu tốn rất nhiều đạn pháo, cho nên mỗi đến một cái hải quân cứ điểm, bình thường đều sẽ tiếp tế đại lượng đạn pháo về phần quân hạm bên trong pháo đài đoán chừng đã đánh không vang, bài trí. Dùng. Xe xe đạn pháo đẩy lên đến, gáp hai tay đều nắm lấy một viên đạn pháo. Thiết cốt, mưa sao băng. Hình người đại pháo máy phát xạ, Payner thấy không rõ gáp động tác, chỉ thấy vô số đạn pháo xẹt qua chân trời, hiện ra một đường thẳng hướng băng hải tặc rô dơ thuyền chuyển vận đi qua. Thuyền hải tặc bên kia không ngừng vang lên tiếng oanh minh, ga bàn đối diện với mấy cái này đạn pháo, không ngừng ngăn cản ngăn trở những này đạn pháo vẫn là rất nhẹ nhàng, bến tàu bên cạnh cái khác thuyền liền xui xẻo, bị lan đến gần liền là nát bấy hạ tràng. Ném mạnh đạn pháo trong lúc đó, quân hạm cũng tại ở gần, tay nơ thấy được ga bang, ngoài trừ khoác trên người lấy chống lạnh áo khoác bên ngoài, ga vẫn là cái dạng kia. Lại gặp mặt. Thầy nơ tay cầm tại dao quân dụng trên chui đao, lại một lần nữa nhìn thấy băng hải tặc Roger, hắn sẽ không quên bị Roger bọn người chà đạp một màn kia. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27. Lại đối ga ban, trên lệch. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vẫn là trước sau như một cuồng bạo A. À. Ga Ban không ngừng ngăn cản đạn pháo đột kích, công kích một mực tiếp tục, thẳng đến quân hạm bên trên tất cả đạn pháo toàn bộ ném rỗng mới thôi nơi nhìn xem các binh sĩ, có đã mệt mỏi thành chó, vận chuyển đạn pháo đưa đến. Ga bàn, làm sao lại ngươi một người a? À? Gáp đứng tại quân hạm đầu chó bên trên, người khác quân hạm đều là lắp đặt ba quảng pháo đài, liền hắn quân hạm khảm nạm một cái đầu chó, lộ ra là như vậy không giống bình thường. Gáp ngươi là thật không có chuyện làm sao? Từ Grand Liner đến Nam Hải, hiện tại lại đuổi tới Bắc Hải tới, thật cho là chúng ta làm không xong ngươi đúng không? ga bang tức giận đến run rẩy thuyền lại muốn bắt đi sửa chữa vừa mới đạn pháo mặc dù không có trực tiếp đánh trúng quân hàm thế nhưng là bạo tạc sinh ra uy lực vẫn là để bọn hắn chiếc này niên kỹ không nhỏ thuyền có chỗ tổn thương có bản lĩnh liền đến a xem ai xử lý ai liền ngươi một cái còn không được a ga bang gáp siết quả đấm hai chân đạp một cái nhảy lên băng hải tặc rô dơ thuyền lại tới gia hỏa này ga ban bất đắc dĩ nói muốn xử lý gáp là thật, thế nhưng là làm không xong cũng là sự thật, liền xem như ba người bọn hắn cùng nhau đối mặt gáp, cũng không có khả năng tại nhất thời bán hội ăn gáp, ngược lại là sẽ chọc giận hải quân cùng chính phủ thế giới. Gáp có cùng chiến sĩ huyết thống, càng đánh là càng mạnh mẽ cái chủng loại kia, đơn giản cùng quái vật, đơn đã độc đấu ngoại trừ số ít mấy người có thể áp chế hắn bên ngoài, liền hắn cùng Ray Lai căn bản là không có cách tại một đối một tình huống dưới nói cùng gáp chính diện đối cứng đã gáp đều đến đây, gà bàn cũng không có khả năng không động thủ, bu sô sục ha kỳ cuốn quanh ở hai lưỡi búa bên trên, đối đầu gáp đều không cần ha kỳ quả thực là hành động tìm chết. Khai Sơn Một búa chém ra, gáp thì là gấp siết quả đấm, một quyền trực tiếp nện ở lưỡi búa trên lưỡi đao. Đổi lại là người bình thường thấy cảnh này đoán chừng cảm thấy gáp hành vi là đang tìm cái chết, lưỡi búa thế nhưng là lợi khí, vô cùng sắc bén. Cái này một búa xuống dưới tay của hắn đoán chừng muốn đứt gãy ra. Sau khi lưỡi búa cùng nắm đấm đụng vào nhau một khắc này, tán phát ra lại là trầm muộn tiếng va đập. Giống như lưỡi búa chém vào lớp kính sắt thép trên tường, căn bản sẽ không tạo thành một điểm ảnh hưởng. Bành Một tiếng vang thật lớn, tại giữ vững được một lúc sau, ga bàn lưỡi búa vẫn là bị gấp đánh vạt ra ra ngoài, đây là trên lực lượng áp chế, làm đối thủ cũ ga bàn bất đắc dĩ cùng gáp dùng sức mạnh đối cứng độ khó không nhỏ, hắn cũng không nghĩ đối cứng gáp, liền chờ Roger bọn hắn trở về, hiện tại bến tàu bên này đồng tỉnh rất lớn, hắn đã để đồng bạn Rovin đi tìm người, tiếp qua không lâu hẳn là có thể để Roger bọn người đuổi trở về. Gà bàn người không thể làm như vậy được a, à, lực lượng không có một chút tiến bộ. Gáp nhếch miệng cười nói. Ai nói, ta vẫn luôn đang thay đổi cường. Ga Ban tức giận nói nhưng vẫn là không bằng ta à. Gáp nâng lên nắm đấm. Nếu như muốn chọn bình A là đại chiêu người, cái kia cái thứ nhất, hốc, ice, mỗi một đao đều là đại chiêu, vô nằm ngâm nga lâu như vậy, vẫn là bù không được hốc, ice tiện tay một đao, hiệu quả còn muốn so với hắn sắc bén càng nhiều. Tiếp theo là bình A lưu cái thứ hai, gáp, vô luận đối thủ là ai, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, vô luận đối thủ dùng thủ đoạn gì, hắn đều là một quyền vấn đề, đối với hắn mà nói, không có cái gì là so nắm đấm còn muốn thích hợp vũ khí về phần thiết cốt lưu tinh cùng thiết cốt lưu tinh vũ cũng bất quá là hắn tại ném đồ chơi một loại chơi đùa đối mặt phát cuồng gáp ga bàn là bị buộc liên tục bại lui gáp còn nhân tiện phá hư đối phương thuyền cái này khiến ga ban tức giận đến rất vương bác đảng ga ban liều mạng hai lưỡi búa nơi tay dùng hết toàn lực một chiêu cuối cùng đem gáp cho đánh ra thuyền bên ngoài gáp rơi vào bến tàu trên mặt băng, mặt băng là rất trơn, gáp cũng không biết đụng ngã bao nhiêu tòa phòng ốc, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một loạt vụn băng, không nhìn thấy người, không biết bị chôn ở nơi nào. Gáp trung tướng Quân hạm bên trên Payner lo lắng, cái này vừa sốt ruột, hắn liền hướng về phía ga bàn đi qua. Gáp trên thuyền khẳng định không chỉ gáp một người, còn có cái khác cao thủ đâu, chỉ bất quá Payner trước sông tới, bọn hắn cũng không có động thủ, mà là tại quân hạm bên trên chăm chú nhìn là ngươi nhìn thấy quân hạm người tới ga bàn cũng không phải là không có chuẩn bị cùng gáp giao thủ nhiều lần đối gáp thủ hạ hắn cũng có hiểu biết đều là nhất đẳng hảo thủ thậm chí tại tư lịch bên trên có người sau gáp còn muốn tiên tiến hải quân thế nhưng là bọn hắn đều cam tâm tình nguyện trở thành gáp cấp dưới ga bàn còn tưởng rằng sẽ là hải quân bên trong cái kia cao thủ kết quả thấy được một cái có chút khuôn mặt quen thuộc đây không phải lần trước ngồi chờ chết, vì thủ hạ bị bọn hắn đánh một trận Payner, không nghĩ tới cũng từ Nam Hải cùng gáp cùng nhau tới. Ngươi là dự định gia nhập chúng ta băng Hải Tặc sao? Ga Ban cũng không thèm để ý Payner, đối hắn cười nói: Ta nói qua ta sẽ không trở thành Hải Tặc. Payner rút ra song đao, nhìn chầm chầm Ga Ban nói: Vậy nhiều đáng tiếc, Hải quân cũng không có Hải Tặc tự do, tại Hải quân mặt trên còn có chính phủ thế giới chính phủ thế giới mặt trên còn có thiên long nhân coi như ngươi trở thành hải quân đại tướng ngươi cũng là muốn nghe chính phủ thế giới nghe thiên long nhân nói nhảm bọn hắn bảo ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó rất không ý tứ bàn nói vậy liền sau này hãy nói à. a payner nhanh chóng trên bông thuyền đạp mấy chục chân thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ngươi chẳng lẽ không biết hải quân rokushiki ở trước mặt ta không có tác dụng không chỉ là ta tại thế giới mới, rokushiki cũng không tính là gì còn có một loại cao cấp hơn chiêu số đâu. Gabang nói. bá ngân quan rơi lưỡi đao từ trên trời giáng xuống sông đao chém về phía ga ban đầu. gaban đã sớm nâng lên lưỡi búa chờ lấy Painer, sông đao rắn rắn chắc chắc trảm tại lưỡi búa bên trên lưỡi búa không nhúc nhích tí nào Painer lực lượng không cách nào rung chuyển lưỡi búa một tia. mới nói, vô dụng ngươi ngươi bây giờ căn bản làm không được để cho ta di động một bước ga ban dùng sức nhất lên đem payner hút bay ra ngoài payner trên không trung xoay tròn mấy tuần rơi vào thuyền khoan thuyền đỉnh chóp hoàn toàn chính xác ga ban nói là sự thật payner biết mình chênh lệch nhưng là hắn cần chiến đấu gáp nói qua vô luận địch nhân thực lực như thế nào không thể buông tha lúc trước hắn từ bỏ một hồi chủ động ngồi dưới đất chờ chết những ngày này bị gáp giáo huấn một trận Tuyệt vọng không phải là không có cơ hội, từ bỏ liền là thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, tại song phương đều là muốn đối phương thời điểm chết, ngươi nói ra từ bỏ, vậy thì đồng nghĩa với ngươi chết một nửa, đầu hàng thu một nửa đạo lý là đồng dạng. Thông qua gáp giáo huấn, Nơ hiện tại nội tâm rất kiên định, cho dù là đánh không lại, hắn cũng muốn thử một lần, vạn nhất có thể bị hắn tìm tới cơ hội đâu, Luffy đều có thể đánh bại Crocodile cùng Eno. Ta sẽ không lại ngồi chờ chết, cho dù là chết, cũng muốn chiến. Payner lại lần nữa phóng tới ga Ban. Đáng tiếc ga bàn không kiên nhẫn được nữa, chỉ thấy hắn giơ chân lên, đối không khí một đạp. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Hai cái quái vật, chuẩn tướng ma lô. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tự tin một cước, hắn đã sớm xem thấu Payner hành động. Có người cảm thấy Kenbun Sao Haki đoán được chiêu số là Kenbun Sao Haki cuối cùng hình thái, kỳ thật tại Haki xuất hiện trước nhất thời điểm, Sky Island thần quan sử dụng Mantra. Thần quan hiểu ra cùng Luffy bọn hắn giao thủ thời điểm, nhiều lần đoán được Luffy sẽ ra cái nào nắm đấm, Sanji là thế nào ra chân các loại, đây đã là đoán được, chỉ là không có Kataki khoa trương như vậy, có thể đoán được mấy chục dây chuyện sau đó. Còn có cuộc chiến thượng đỉnh Luffy tại thời khắc nguy cơ, đoán được hai tay của mình sẽ bị hóc, ice chém đứt, đúng lúc ngừng tay, đây đều là thuộc về Kenbun sao Haki phạm trù. Gaban Haki tự nhiên không yếu, hắn đã sớm biết Payner sẽ từ phương hướng nào công tới, đã dơ chân lên chờ lấy người mắc câu. Payner cũng thật mắc câu rồi, không có chút nào ngoài ý muốn, một cước này đạp ra ngoài, Payner liền cùng đổ xuống sông xuống biển dùng tảng đá phiến đồng dạng, ở trên biển đánh lên nước phiêu từng đoàn từng đoàn bọc nước nổ tung. Chênh lệch thật to lớn. nơ chịu một cước, còn tốt gần nhất không ít bị đánh, kháng đánh năng lực vẫn là có thể, hai chân dưới đáy nước dưới, hắn nâng lên hai tay, nhìn xem đứt gãy hai thanh dao quân dụng, cùng rô đối mặt khóc. ai như vậy, phổ thông lưỡi đau ngăn không được cường giả tàn phá. Cầm trong tay đau gãy vứt xuống, hướng quân hạm phương hướng bơi đi. Băng hải tạc Roger đã xuất hiện tại trên bến tàu, Gáp đang cùng Roger giao thủ, hai người này giao thủ động tĩnh có thể nói là thiên băng địa liệt, cho tới những người khác cũng không hề động thủ dự định, liền nhìn xem hai người vừa đi vừa về không ngừng công kích lẫn nhau. Ha ha ha, thống khoái, thật là sảng khoái. Gáp cười lớn, tại mảnh này trên đại dương bao la có thể tìm tới dạng này một cái thực lực gần nhau đối thủ, làm sao không phải một kiện cao hứng sự tình. Gáp rất là hưng phấn, Roger cũng thế, hắn là một cái khát vọng chiến đấu, người thích náo nhiệt, đã từng cùng gáp liên thủ đẩy ngã trốc đối biến cả thống trị, hai người quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi, nếu như không phải vấn đề lập trường, hai người tuyệt đối là vô cùng tốt hảo bằng hữu. Trên thực tế hai người đích thật là có thể lẫn nhau phó thác sinh mệnh, không phải Roger cũng sẽ không đem con của hắn giao cho Gáp đi thu dưỡng, bởi vì hắn biết toàn thế giới có thể bảo hộ con của hắn người, chỉ có Gáp. Nếu như là giao cho Ray Lai hoặc là Gaban, đoán chừng muốn đối mặt chính phủ thế giới truy sát, chính phủ thế giới là tuyệt đối sẽ không cho phép vua hải tặc có hậu đại. Hai cái đỉnh cấp cao thủ ở giữa chiến đấu Payner nhìn nhiệt huyết sôi trào, bởi vì hoàn toàn không có cái gì lệ lệ. Chiêu số kỹ năng loại hình, cơ hồ cũng vô dụng, hữu dụng nhất là tuyệt đối lực lượng. Mặt đối mặt dùng thân thể lực lượng công kích đối phương, hai người Haki mạnh đến mức đáng sợ, cách rất xa khoảng cách đều có thể rõ ràng cảm giác được container rốt cuộc minh bạch, chân chính để một người mạnh lên cái kia chỉ có mình, mình cường đại, bình A đều là đại chiêu. Tăng cao thực lực, tăng lên lực lượng, tăng cường Haki, nếu như hệ thống cho cùng hiện tại vẫn là một dạng, ta vẫn còn muốn để mình thân thể lực lượng không ngừng tăng lên mới được. Một trận chiến đấu nhìn xem đến kéo dài 2 ngày hai đêm, đây là muốn mạnh bao nhiêu thân thể điều kiện mới có thể làm đến loại trình độ này, Payner cũng nhìn hai ngày, Toàn bộ hành trình nhìn xem đến chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung hai người. Quái vật. Hai người này đơn giản liền là quái vật. Bến tàu đã hủy không sai biệt lắm, hai người vẫn còn tiếp tục trong chiến đấu, không khó tưởng tượng Gordon Lion một người chiến đấu gấp cùng gúc liên thủ đều có thể kiên trì nửa ngày, còn hủy đi nửa cái hải quân bản bộ. Khi bản kịch tràn Gordon Lion bại bởi Luffy nhân vật chính quang hoàng, Tây là thật muốn cười, so sánh râu trắng niên kỷ lớn như vậy râu trắng muốn giết Luffy đoán chừng cũng liền một chiêu sự tình. Golden ly ông thế mà bại bởi Luffy, may mắn là bản kịch tràn không phải thật trò đùa lớn rồi. Ngày thứ hai, Roger chạy trốn, hắn không muốn cùng gáp tiếp tục mang xuống, không có kết quả, cùng hải quân chiến đấu cái gì quá nhàm chán, không có lợi ích, Rayleigh mấy người cũng đang thúc giục gấp rút hắn. Không có cách nào Roger chạy trốn, nhìn như hải quân thắng lợi, kỳ thật không có thu hoạch gì, băng hải tặc roger một điểm thí sự không có ngược lại là os thành hủy đi một cái bến tàu không biết bao nhiêu người ở sau lưng mắng lấy hải quân thống khoái thống khoái đáng tiếc bị roger tiểu tử kia trốn thoát gáp trở lại quân hạm bên trên cười to nói payner tức giận nhìn hắn một cái còn có mặt mũi nói là ngươi thả đi nếu như tiếp tục đánh xuống thắng bại khó mà nói hải quân viện quân tới cũng không phải là không thể cầm xuống băng hải tặc roger nói trắng ra là gáp nhìn xem là đang biến tướng bảo hộ roger đồng dạng roger toàn thế giới chạy khắp nơi tiếp xúc qua lịch sử bản văn đáng tiếc hắn sẽ không phiên dịch nội dung phía trên điểm ấy chính phủ thế giới biết chính phủ thế giới không có việc đi roger dự định sao tuyệt đối có cho nên gáp bắt roger hải quân anh hùng một mực đuổi bắt roger chính phủ thế giới cũng không có cái gì lấy cớ điều động những người khác đi tìm roger gáp loại này đánh một trận thả chạy hành vi tại payner xem ra mèo và chuột đồng dạng song phương đều là đang chơi tiểu quỷ ngươi nhìn cái gì vậy gáp chú ý tới payner trừng mắt liếc hắn một cái nói không có rất khốn ta ngủ một giấc payner nói xong ngã đầu nằm sấp trên bông thuyền ngủ hắn thế nào gáp một mặt mờ mịt payner lúc nào biết luyện ngã đầu liền ngủ bản sự chìm vào giấc ngủ so với hắn đều nhanh hai ngày này hắn một khắc đều không có nghỉ ngơi một mực nhìn lấy ngươi chiến đấu, gáp phó quan cười nói, nhìn có cái gì cái trắm dùng, thực lực muốn chiến đấu mới có thể mạnh lên, chờ ta tỉnh lại, ta để hắn tự thể nghiệm một lần. gáp không có hảo ý nở nụ cười. mơ màng tỉnh lại, trên thân che kín một trương chăn lông, payner ngửi thấy rất dễ chịu hương vị, là canh cá. ta liền biết ngươi sẽ tỉnh, nhanh lên ăn đi. gáp phó quan ma lô bưng một cái đĩa ngồi tại payner bên cạnh nói tạ ơn ma lô chuẩn tướng. Payner bưng lên đĩa, trước mặt hắn đĩa cùng một ngọn núi đồng dạng, cơm còn có canh cá, cùng rau quả thịt. Malo cũng không phải là tương lai đi theo gáp tên kia Âu Phục Hải quân, hiện tại Malo hơn 40 tuổi, hiện tại đi theo gáp bên người càng nhiều hơn chính là thói quen, tương lai cũng không nhất định sẽ tiếp tục đi theo gáp, thực lực của hắn rất mạnh, tại trên chiếc thuyền này gần với gáp. Cũng là gáp một tay bồi dưỡng ra được hải quân tinh nhuệ, quân hàm chỉ là chuẩn tướng nếu như rời đi chiếc quân hàm này tiến về bất kỳ một cái nào chi bộ cứ điểm trở thành một tên trung tướng hoàn toàn không có vấn đề chúng ta phải đi về Malo chuẩn tướng hút thuốc nói nơ ngẩng đầu một mặt kinh ngạc nhìn hắn trở về về hải quân bản bộ không nhất định bản bộ bên kia không có mệnh lệnh chúng ta bây giờ muốn trở về grand liner Paineo ngươi có nghĩ tới hay không tiếp tục lưu lại chiếc quân hạm này bên trên? Malo nhìn chầm chằm nơ nói, "Có ý tứ gì?" Paineo một mặt cổ quái, Malo đây là thế nào, đột nhiên cùng hắn nói loại lời này. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Tiếp nhận vị trí Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ta khả năng đợi tại quân hạm bên trên thời gian không nhiều lắm. Ma lô hút thuốc, dựa vào thuyền vừa nhìn biến cả nói. Ngài muốn điều đi sao? Thay ngạc nhiên. Ân, ừ, đây là trung tướng ý tứ, ta đã nhanh 40 tuổi, một mực đi theo hắn cũng không là vấn đề, cũng làm 8 năm phó quan, Tám năm chuẩn tướng, cái này 8 năm ta vẫn luôn tại chiếc quân hạm này bên trên. Trung tướng có ý tứ là ta phải kết thúc chuyến này nhiệm vụ xuống thuyền, có lẽ hẳn là đổi chỗ khác. Mà Lô nói, đây là chuyện tốt, thực lực của ngài cùng kinh nghiệm đều đầy đủ đơn độc dẫn đội. Payne nói, Mà Lô cười cười, ngươi không thể lý giải tâm tình của ta, đã từng ta nghĩ tới một màn này, suy nghĩ kỹ mấy năm, mỗi ngày đều nghĩ đến ta rời đi chiếc quân hạm này, sẽ đi cái nào cứ điểm cái nào chi bộ vẫn là tiếp tục lưu lại bản bộ những này ta đều nghĩ qua nhưng là chân chính chờ đến một ngày này ta cũng mờ mịt dù sao ta đối chiếc quân hạm này quá quen thuộc thay cái hoàn cảnh rất bình thường ngài cũng không có khả năng vẫn luôn tại gáp trung tướng bên người payner nói không nói cái này ngược lại nói nhiều hơn nữa cũng vô ích đều nhìn bản bộ ý tứ payner ta nghe nói ngươi vẫn muốn đi bản bộ đúng không Malo vứt bỏ tàn thuốc nhìn xem Payner nói. Ân, ta vẫn muốn đi bản bộ, bản bộ ở vào Grand Liner, cùng tứ hải vẫn là có chỗ khác nhau. Payner nói. Khác nhau lớn, Grand Liner hải tặc cùng ngươi tại Nam Hải thấy được hải tặc hoàn toàn không đồng dạng, bất quá ngươi kiến thức băng hải tặc Roger, nhìn cái khác hải tặc cũng liền như vậy đi, toàn thế giới có thể so sánh được Roger băng hải tặc không có mấy cái. Malo cười nói. Vậy ngài hiện tại là vì Thay nơ một mặt mơ hồ Malo lô muốn xuống thuyền Đối với hắn mà nói đây là chuyện tốt Tại gáp bên người tám năm Phân phối ra trung tướng là ổn Tích lũy quân công còn có kinh nghiệm Cùng có gáp bảo bọc Tất cả hải quân cứ điểm đều tùy tiện hắn chọn Thậm chí đi một chút địa khu đảm nhiệm tư lệnh Cũng không thành vấn đề Ngươi rất không tệ Tại quân hạm trong khoảng thời gian này Ta một mực quan sát ngươi Có lẽ ngươi có thể tiếp nhận vị trí của ta Malo quay đầu nhìn xem Payner, ánh mắt trừng trừng nhìn xem hắn. A, à, ta. Payner kinh hô, chỉ mình, ngay sau đó khoát tay nói. Ta, ta không được, ta quá trẻ tuổi, với lại ta chỉ là thiếu úy mà thôi, phó quan ta không đủ, quân hạm bên trên trưởng quan rất nhiều, bọn hắn so ta đều có tư cách. Nói đùa, quân hạm là một chuyện, thực lực mới là trọng điểm, không có thực lực trở thành gáp phó quan, chẳng lẽ lại muốn mỗi ngày đi cho gáp giặt quần áo nấu cơm phó quan chẳng khác gì là thư ký trên sự trợ giúp ti xử lý một chút văn bản tài liệu một chút chuyện cần thiết nhớ kỹ nhắc nhở cấp trên có thể nói là rất mệt mỏi làm việc một khi làm xong lên chức hoàn toàn không có vấn đề một số người ước gì trở thành lãnh đạo người bên cạnh đợi tại lãnh đạo bên người mang ý nghĩa sẽ trở thành lãnh đạo thân tín tương lai lãnh đạo lên chức làm thân tín cũng sẽ nước lên thuyền cao cùng theo một lúc đi lên này bằng với là đầu tư tỷ như ma lô hắn hiện tại mặc dù là chuẩn tướng thế nhưng là hắn nhìn thấy nó bản bộ cái khác trung tướng một điểm không sợ một mặt là hắn có thực lực này một mặt khác là sau lưng của hắn có gáp gáp mặc dù là trung tướng nhưng thực lực của hắn cùng danh khí không phải đại tướng hơn hẳn đại tướng hải quân bản bộ ai không tôn kính hắn ngoại trừ chân chính mấy cái cao tầng bên ngoài không có người sẽ muốn đắc tội gáp lô tự nhiên không cần cho người khác bề mặt. Hắn bây giờ rời đi gáp bên người, chuẩn tướng lập tức trở thành trung tướng bởi vì hắn có tư cách này. Trở thành phó quan rất nhiều chỗ tốt, đoán chừng bản bộ biết tin tức người đã để mắt tới gáp phó quan vị trí, cạnh tranh là có, có ít người hận không thể tựa ở gáp bên người. lô lại muốn để hắn trở thành gáp phó quan, Thiên Phương Dạ Đàm, thậm chí bản bộ bên kia cũng sẽ phản đối, trừ phi là gáp ngăn chặn không phải Payner sẽ bị rất nhiều người nhớ thương bên trên. Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi khiếm khuyết chỉ là thời gian mà thôi, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm còn không có chính thức gia nhập hải quân đâu, nào có ngươi lợi hại như vậy, đi theo gáp trung tướng bên người mặc kệ là kiến thức, vẫn là thực lực đều có lớn lao tăng lên, gáp trung tướng rất tình nguyện dạy bảo ngươi, ta đã nhìn ra, hắn coi trọng ngươi. Malo nói, Payner cũng không biết, Malo kỳ thật có chút hâm mộ Payner, một mặt là Painer Thiên Phú, 19 tuổi liền sẽ hải quân Rokushiki, hơn nữa còn là song đao lưu kiếm sĩ, loại thực lực này tại bản bộ làm cái giáo quan dư xài. Một mặt khác là gáp thế mà đối Painer có hứng thú, hắn theo gáp đã bao nhiêu năm, ngoại trừ con của hắn hắn sẽ đích thân giáo huấn bên ngoài, cũng liền Painer một người, gáp mỗi một lần giáo huấn, kỳ thật đều là đang dạy Painer làm sao chiến đấu, làm sao mạnh lên, điểm ấy hắn rất hâm mộ. Bởi vì gáp cũng không có đối xử như thế qua hắn gáp nếu đều nhìn như vậy tốt payner hắn tự nhiên cũng muốn đuổi theo có thể bị gáp coi trọng tương lai cũng sẽ có chỗ hơn người liền xem như là một bút đầu tư nếu có thể trợ giúp payner chưa hề gáp phó quan đối với tương lai của hắn đều có chỗ tốt mình không dùng được con cháu của hắn cũng có thể cần dùng đến ai kêu payner tuổi trẻ trung tướng cấp bậc mới có thể nói là hải quân cao tầng cơ hồ đều có mình thế lực phe phái bọn hắn mới là hải quân chân chính lực lượng trung kiên Payner về sau có thể trở thành trung tướng, đối với hắn đều có chỗ tốt. Nếu có thể tiến thêm một bước, vậy thì càng tốt rồi. Xem trọng ta cũng vô dụng thôi, ta thật không có tư cách này. Payner kỳ thật cũng tâm động, hắn muốn đi bản bộ nguyên nhân cũng là bởi vì bản bộ cơ hội lớn hơn một chút. Liner hải tặc rất nhiều, đi theo một tên trung tướng ra biển, công lao sẽ không thiếu, quân công có quân hàm cũng sẽ lên cao, hắn đối thăng cấp vẫn rất có hứng thú nhanh lên học được Haki đối với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Nếu như có thể đi theo gáp, còn sợ sẽ không có quân công. Payne thậm chí có nắm chắc tại trong vòng 2 năm trở thành thượng tá, sẽ không thua Kobe người đạo binh kia. Nói lên Kobe, Payne là một chút cũng chướng mắt, một tên hẹn nhát, bị Luffy kích phát về sau, gia nhập hải quân, có gáp dạy bảo, kết quả cuộc chiến thượng đỉnh trở thành đạo binh. Hắn hận không thể Akanu nhìn thấy Kobe, sau đó tự như cái kia bị Akainu đốt thành cho bụi đào binh đồng dạng, chết được. Cuộc chiến thượng đỉnh không phải kẻ yếu hẳn là tồn tại sân khấu, cô quả thực là cùng Momo đồng dạng làm người buồn nôn vật. Payner thực sự nghĩ không ra loại người này tương lai làm sao trở thành hải quân đại tướng, làm sao trở thành hải quân nguyên soái. Đức không xứng vị. Payner một khi thật trở thành gáp phó quan, sẽ trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, không có ở đây không biết trong đó màng. Nơi có người có giang hồ, Hải quân nội bộ cũng không nhất định chính là ổn định, chính phủ thế giới phe phái, phái bảo thủ, phái chủ chiến các loại, gáp bên người vị trí, đoán chừng chính phủ thế giới cũng để mắt tới, dù sao dạng này một cái sức chiến đấu không tại bọn hắn giám sát bên trong, bọn hắn cũng không yên lòng. Malo không nhiều lời, quân hạm rời đi bắt hải tiến về răng Liner. Mời đọc, truyện hài hước. Nhảy. 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 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Diệt hải tặc, quân hàm nên nâng nâng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vượt qua River Mountain, đã là lần thứ hai, huống chi lần này vẫn là trực tiếp tiến vào răng Liner chủ yếu thông đạo, quân hạm bên trên cai si hàng hải kỹ thuật nhưng sẽ không thua những cái kia trên thuyền hải tặc cai si. Mỗi một cái cai si đều là đi qua nghiêm khắc huấn luyện, hải quân tại từng cái hải vực nhận đến thời tiết nguy hiểm kỳ thật rất thấp rất thấp, cùng hải tặc so sánh quả thực là cách biệt một trời. Luffy bọn hắn có thế tại Grand Liner sinh tồn được cũng là kỳ tích, đối Grand Liner một điểm lý giải không có, kém chút tại River mau tầng cửa vào thuyền hủy người vong, cũng thiếu chút khi tiến vào Grand Liner thời điểm liền đã hủy diệt. Nhân vật chính bọn hắn là không so được, hiện tại quân hạm còn không có cách nào xuyên qua Campbell, bọn hắn vẫn là nói thực ra từ River Mountain tiến vào Grand Liner. Lần đầu tiên tới đúng không? Nhìn xem toàn thân là nước biển Payner, gáp bưng chén trà từ trong khoang thuyền đi tới. Payner vì chứng kiến mình lần thứ nhất tiến vào Grand Liner, cố ý lưu trên bông thuyền. Cả chiếc quân hạm chỉ một mình hắn ngay ngốc ở bên ngoài, những người khác trốn ở trong khoang thuyền, bọn hắn cũng không cần phải làm gì, kinh nghiệm phong phú, trầm hay không bằng tay quen, trốn ở trong khoang thuyền đều có thể tiến vào Grand Liner, không có một chút độ khó. Là lần đầu tiên. Payner quay đầu lại nhìn xem gáp, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật to. Payner làm người hai đời, thế nhưng là hắn vẫn như cũ là cái kia không có thấy qua việc đời thanh niên, coi như hắn sau người khác sống đều muốn ít, tiếp xúc cũng ít, có thể nắm giữ một cái thân thể khỏe mạnh, hắn cảm thấy cái thế giới này quá tốt rồi, nhất là đi vào một cái có thể thỏa mãn tâm hắn nguyện địa phương tôi thích liền tốt, đừng ngốc ngốc ở nơi nào, đi đổi quần áo một chút, chúng ta muốn đuổi đi bản bộ. Gáp nói. Là trung tướng. Payner đi quân hạm bên trong đổi một bộ quần áo, bọn hắn đã rời đi Redliner, không có ở hải đăng bên kia dừng lại, thuyền lại không có vấn đề, không tất yếu dừng lại. Không nhìn thấy Crocus, hiện tại Crocus còn không có bên trên Roger thuyền, tự như là tại Golden Lyon chi chiến trước gia nhập băng hải tặc Roger. Roger đầu tiên là xông qua Golden Leon một cửa ải kia, gặp lại cô Oden, bây giờ nhìn băng hải tặc Roger thuyền, hiển nhiên thuyền của bọn hắn vẫn không thay đổi. Chúng ta muốn trực tiếp đi bản bộ sao? Painter cầm lá bài, trước mặt ngồi gáp cùng Malo, ba người đều cầm lá bài, đây là Painter mình vẽ ra một bộ bài poker, đấu địa chủ vô luận ở nơi nào đều rất lưu hành. Đi bản bộ muốn một đoạn thời gian, đến lúc đó muốn đi mấy cái chi bộ tiếp tế một cái. Malo nói ba mang một chúng ta bây giờ liền là khắp nơi đi gặp được hải tặc bắt lại gáp ném ra bốn tờ bài nói Quảng bên trên ba cái câu lúc nào ta tài năng dẫn đội gờ rằng liner có quá thật tốt chơi nơ cảm thán nói ngươi còn cần các loại gấp làm gì không có chút thực lực dẫn đội ra ngoài hại người a nếu không lên gáp tức giận nói máy bay ta thắng Pena vứt bỏ trong tay tất cả bài nói. Hỗn đảng, ngươi nổ hồ, tại sao có thể có máy bay, ngươi có bốn cái năm. Gáp trách trách hô hô chỉ vào Payner mắng, trong tay hắn còn có một đôi vương tạc, Payner thế mà ném đi trong tay tất cả bài. Ta mở ra, ngươi nhìn, ba cái năm mang một cái ca, ba cái sáu mang một cái năm, cái này không phải liền là máy bay A, nhanh lên đưa tiền. Payner nói. Tiểu tử, đòi tiền đúng không, tới ta cho ngươi. Nói xong gáp mang theo Payner đi đuôi thuyền, đại khái 10 phút sau, mặt mũi bầm dập vịn eo, dọc theo thuyền bên cạnh từng bước một lão đảo Payner đi trở về. Ra tay cũng quá nặng a. À. Payner nghe răng trận mắt nói. Hư hư, dựa theo quy củ, người thắng mời khách, chờ đến hạ tọa đảo ngươi dùng tiền. Gáp nắm nắm đắm nói. Biết, bất quá nói xong, có hải tặc giao cho ta. Payner nói biết. Đại hải tặc thời đại không có tới, thế giới mới hải tặc kỳ thật cũng không coi là nhiều, có là có, cũng không có tương lai loại kia quy mô, đại đa số có thực lực đã qua lọc, tăng thêm bị chính phủ thế giới áp súc, bình thường đều tại thế giới mới hồ nháo, có thế tại thế giới mới xưng vương xưng bá, như là râu trắng rô dơ loại kia băng hải tặc, đã sớm không cực hạn tại thế giới mới. Đi vào Grand Liner 3 ngày, quân hạm cũng không có gặp được một cái băng hải tặc, cái này khiến Payner rất im lặng, Gờ răng hải tặc không nhiều a à. khắp nơi trên đất là hải tặc hình tượng hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều rốt cục tiến vào Gờ răng ngày thứ tư payner gặp được thấy được một chiếc thuyền hải tặc cái gì phát hiện hải tặc payner nắm sông đao hắn đại đao đã sớm đói khát khó nhịn mỗi ngày bị gáp đánh nếu là không có phát tiết ra ngoài hắn thật sẽ nổi điên sanji nhìn thấy mỹ nữ yoro nhìn thấy rượu Luffy nhìn thấy thịt payner nhìn thấy hải tặc ai cũng chớ dành với ta đuổi theo cho ta đi lên payner đứng trên bông thuyền kêu to gáp xuất hiện tại hắn sau lưng hắn cũng không biết À! phía sau vang lên hà hơi âm thanh gáp một quyền rơi xuống đông payner nằm sấp trên bông thuyền tiểu quỷ ngươi kích động cái gì a à? còn không có tới gần đâu nói qua xử lý cho ngươi ngươi gấp làm gì gáp xiết quả đấm Hắn cũng không thể hiểu thành cái gì Payner nhìn thấy hải tặc sẽ kích động như vậy, đứa bé này là điên rồi sao? Vẫn là hải tặc mới là thân nhân của hắn. Payner không để ý đến gáp quân hạm tốc độ rất nhanh, đuổi kịp cái kia băng hải tặc, xem xét cờ xí, nhận biết, nhưng không phải trong tương lai nội dung cốt truyện bên trong xuất hiện, mà là một cái thế giới mới băng hải tặc, thực lực cũng không tệ lắm, thuyền trưởng tiền treo thưởng có 30 triệu berry nơ dẫm lên ghép bao dẫn theo sông đao tiến lên, rơi vào trên thuyền hải tặc. Trên thuyền hải tặc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tay lại giống như một đầu tiến vào cừu non bầy sư tử bình thường, giơ tay chém xuống, bước chân quỷ mị, thấy không rõ tay động tác. Phanh phanh phanh. Từng cái hải tặc hoặc rơi vào trong nước, hoặc ngã trong vũng máu, chiến đấu kéo dài mười mấy phút, tay cùng bọn hắn thuyền trưởng giao thủ mấy chiêu, cuối cùng người thuyền trưởng kia ngã xuống tay nơ đau hạ chưa đủ nghiền a à. phát tiết một trận tây nơ thở dài một cái hắn hiện tại xem như minh bạch thật không thể cùng gáp loại kia quái vật so sánh đã kích quá lớn loại này hành hạ người mới thích hợp hắn quân hạm vừa đi tới binh sĩ nhìn thấy trên thuyền một chỗ thi thể đã sớm thói quen loại tràn diện này nhào nhào tới thu thập còn có thuyền hải tặc đồ vật bên trong cũng dọn dẹp một chút còn sóng hải tặc ném vào quân hạm trong lòng giam chết ném xuống biển cho cá ăn tài bảo tịch thu thuyền hải tặc thiêu hủy, thuần thục làm cho đau lòng người. Tiểu quỷ thực lực của ngươi cùng quân hàm có chút không xứng đôi, vừa vặn ngươi bây giờ độc lập tiêu diệt một cái băng hải tặc, ta đã hướng bản bộ bên kia nói rõ, về sau ngươi liền theo ta. Gáp nói. À. Payner sửng sốt một chút, có chút giật mình nhìn xem Gáp, tiếp lấy hắn thấy được Gáp sau lưng mỉm cười Malo. Không cần phải nói, là lô đang trợ giúp hắn. Payner có chút cảm động, cái thế giới này vẫn là có người tốt, tối thiểu hắn liền không có gặp được đặc biệt người xấu, có cũng bị hắn giết. Có gáp ra mặt, quân hàm của hắn cũng xuống. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.